Ngày 28 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên ban hành văn bản số 2405 về việc triển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hóa bằng mã QR code của cục C06 thay cho mã QR code của ngành giao thông vận tải. Theo đó, kể từ 18 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai áp dụng thử nghiệm phần mềm kê khai thông tin đối với người trên xe ô tô, tức lái xe và người đi cùng vận tải hàng hóa tại địa chỉ http://sukhoe.dancuquocgia.gov.vn. Khi sử dụng phần mềm của Cục C06, người trên ô tô vận tải hàng hóa sẽ thực hiện kê khai thông tin. Phần mềm sẽ cấp mã QR code theo hướng dẫn kèm theo. Lái xe in mã QR code của mình ra khổ giấy A5 và dán trên kính xe phía trước, kính hai bên thành xe để thay thế cho giấy nhận diện phương tiện có mã QR code trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Mỗi phương tiện sẽ có một mã QR code cố định được tạo ra ở lần kê khai đầu tiên. Khi đổi xe khác, chỉ cần truy cập vào phần mềm để cập nhật lại thông tin về phương tiện và thông tin khác nếu có thay đổi. Lấy mã QR code đã in sẵn trên xe mới trước khi điều khiển phương tiện để vận chuyển hàng hóa. Trong thời gian triển khai thử nghiệm, đơn vị vận tải người trên xe ô tô vận tải hàng hóa thực hiện kê khai thông tin trên phần mềm của Cục C06 tại địa chỉ http://sukhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại địa chỉ http://vantair.dr.vn.gov.vn. Đồng thời, việc này chỉ áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hóa theo hướng dẫn tại quyết định số 1570 ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải, không áp dụng với xe ô tô chở người như xe con, xe khách, xe máy.